sau chương trình come out á, thì có cái gì thay đổi trong cuộc sống của em không? Dạ có, nhiều lắm chị. Quay chương trình đó xong khoảng 1-2 tháng là em được đi Thái. Ồ, để đi làm gì? Để chuyển đổi giới tính, là một chút gì đó ra để thành một người con gái thực sự. Nhưng mà chị nhớ trong cái chương trình đó là em nói lúc đó là em sẽ cố gắng hết sức để dành dựng. Dạ. Vậy là sau khoảng bao nhiêu lâu? Sau trong 1 tháng. Là dành dựng được hả? Dạ, không phải là một mình dành dựng mà nói chung có nhiều quý nhân giúp đỡ em. Ồ. Là có chị nè. Ồ. Một người anh, một người chị và có ba mẹ em trong đó còn một ít nữa, em buôn bán để dành dựng thêm nữa. Là mình đã thực hiện? Dạ, trong vòng 1 tháng thôi. Tại vì chị Khánh chị nói là một lời nói của chị giúp em có thêm một chút gì đó nội động lực để em làm. Thì em đi cũng là thảo khảo sát, cũng hỏi nhiều bạn bè thì trong giới em hỏi là đi qua bển như thế nào thì người ta cũng kể đúng ý chay vậy. Thì mình lên mình cũng đã có kiến thức sẵn hết trơn rồi, nhưng mà mình lên tới chợn rồi mình mới biết được cảm giác đó. Cũng y khinh vậy luôn, nhưng mà cảm giác nó khác hơn. Cái là mình chỉ nghe thôi. Còn bây giờ là mình thấy thực sự mình chính là người mổ. Em tả lại cho nó sao? Rồi nó lạnh. Sao nên lạnh ta? Mà mổ phải máy lạnh để chuyển di trùng. Biết chưa là lạnh. Dạ, xong rồi phải lột đồ hết, cột tay lại. Rồi ra suốt diệt trùng, tẩy trùng này nọ. Ướt hết người chỗ em lạnh. Thật sự luôn, em muốn về. Em muốn bỏ về nhưng mà tự nhiên em chứng an lại không được. Qua tới đây rồi, có chết cũng phải làm. Có chết cũng phải làm. Ừ, đúng. Thì em mới nói mà, em muốn làm con gái một ngày, có chết em cũng chấp nhận. Thì bây giờ được lên bằng mổ là có gì phải bỏ về được. Tới bây giờ là được làm con gái bao nhiêu ngày rồi? Được mấy tháng rồi. Và hạnh phúc luôn. Từ ngày mà em quay come out xong, nói chung là cuộc đời em nó nở hoa nhiều thứ lắm. Wow. Nói chung là về mặt tình cảm, gia đình, bạn bè, nói chung là cũng nhiều người biết đến. Buôn bán nó cũng hơi suôn sẻ một chút. Buôn bán suôn sẻ để mới được có một chút gì đó để em dành dụm đi được. Nhưng mà bây giờ em muốn làm gì nữa? Còn muốn nữa mà chồng không cho. Chồng? Gia đình không cho. Chồng? Ừ. Sao đợt trước trong show come out kêu là người yêu cũ chia tay rồi. Rồi đâu em lâu rồi. Người đó bỏ lâu rồi. Bây giờ là 8 tháng đúng không? Ừ. Quá nhiều sự thay đổi. Thay đổi lắm. Quá hạnh phúc. Xong rồi từ đó tới bây giờ là mấy tháng rồi ta? 4 tháng mấy rồi. Ừ. Bây giờ là đang rất là hạnh phúc và chị thấy có mong muốn gì cho hiện tại? Nếu mà mong muốn thì nó em tham lam quá. Em chỉ cầu bình an. Hạnh phúc thì cứ vậy, cứ phát triển như vậy thôi. Ừ. Còn nếu mà thực sự, nếu mà trong lòng em ao ước làm cùng cái đám cưới. Ừ. Nhưng mà nó chỉ ước ao thôi, mơ ước. Sao vậy? Tại vì mình còn dính đáng mà ta. Nhưng mà nếu mà để một người gia đình mà chấp nhận người với em cũng hơi bị khó. Để cưới hỏi, thí dụ bây giờ chấp nhận là một điều rồi. Là gia đình của anh đó là ta chấp nhận rồi, gặp rồi. À, thì em cũng lên gọi là một người khách đi dự tiệc ở chợ, thì nói chung gia đình anh cũng thích em, cũng mến em. Còn mà đỡ nói về mặt cưới hỏi thì cái đó cũng hơi bị khó. Cái đó cũng phải đợi thời gian nữa. Hai đứa đã xin ý kiến ngỏ lời với người lớn chưa? Nó nói là tụi con mong muốn làm một cái đám cưới chưa? Cái đó chưa, tại vì thời gian nó còn em nghĩ là hơi viên còn ngắn. Tại vì mẹ với ba gia đình hai bên nghĩ là tụi em mới quen được 4 tháng thôi. Còn tụi em quen 5 năm thì chưa ai biết hết. Không phải kể đó chứ. Phải kể ra đó là tụi con quen nhau lâu rồi. Nhưng mà nói chung thì hai đứa cũng phải từ từ. Vậy thì em tính được hả? Nếu mà đẹp nó được coi làm sao. À. Tại vì hiện tại em đang còn có tang. Em đang để tang nên là chưa. Thì hai đứa hiện tại là đang làm. Đứa thì cái cố cùng đi làm, em buôn bán tiết kiệm một chút đó để kiếm tiền làm đám cưới trẻ nhỏ. Nhớ lúc đó phải có một cô đèn nhà. Dạ. Nói chung thì đám cưới mà thật sự là em không muốn nói là tại nhà hàng như thế nào, chỉ muốn là nhà trai qua hỏi thì em muốn là em lẫn gái mà mặc áo dài cho cái mướn lên. Wow, rồi nhà trai bưng chầu cao qua hỏi cưới, chỉ muốn như vậy thôi. Rồi một cái tiệc nho nhỏ, gia đình nhỏ hơn đúng không? Gia đình sum họp bạn bè người thân rồi đến. Đó là ước mơ của em. Ước mơ hoàn toàn chính đáng và cái đó là mang lại một cái niềm hạnh phúc dành cho em. Chị thấy là em hoàn toàn khác so với cái hình ảnh hồi đến với come out, rất là bi quan. Giống như lúc nào cũng chực chờ là chuẩn bị rơi nước mắt á. Nhưng mà về em nụ cười trên môi. Bây giờ rất là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ em thấy còn một cái gì đó vướng lại nữa không?
Câu chuyện tình cảm của em cần phải giải quyết trước. Là còn mẹ em, mẹ chồng em. Mẹ chồng? Mẹ của ảnh. Là sao vậy? Là nói chung là em còn sợ gặp mẹ ảnh. Cái đó là tại vì cái thời người mẹ sinh ra ảnh, cái gì nó cũng hơi bị khó. Tính của bác như thế nào? Nói chung thì em có gặp tiếp xúc được một hai lần thì bác rất là dễ thương. Rất là dễ thương và thương em lắm. Nhưng mà em còn e ngại thì cái mối quan hệ này em phải hiểu em là ai, em đang ở chí nào. Còn mẹ ảnh sinh ảnh ra muốn ảnh phải có người con gái đàng hoàng. Còn em thì chỉ là chuyển giới thôi, chị không thể nào mẹ chấp nhận được. Vậy là hai người phụ nữ là chưa có tâm sự với nhau hết. Dạ, em chưa tâm sự với mẹ. Do sức khỏe của mẹ bé Hai không đảm bảo nên ngày hôm nay là Miko Lan Trinh được trò chuyện với ba của bé Hai thôi. Con xin chào chú Sáu. Chào con. Dạ, trong chương trình Không Ao của bé Hai được phát sóng á, thì tất cả các khán giả đều có nhận xét và bản thân Miko Lan Trinh là con nè cũng thấy là rất là xúc động. Không biết là chú có coi chưa? Chú coi rồi. Dạ, thì bản thân mình là một người cha, chú nghe bé tâm sự như vậy, lúc đó chú cảm xúc như thế nào? Thì chú cũng đau lòng lắm, đâu có không đau lòng. Có cái gì bé nói mà mình chú làm chú giận không? Lúc đầu thì chú hơi giận, lúc sau thì chú hết giận rồi. Nghĩa là cái lúc mà chương trình Come Out lên là lúc đó là chú hết giận bé rồi. Chú hết giận. Con thắc mắc là trong quá khứ có bao giờ chú trách bé Hai khi mà chú nhìn thấy bé Ba cũng có xu hướng giống bé Hai, cái chú trách là nghĩ tại bé Hai rồi, có nghĩ gì không? Gia đình của chú là chú không có suy nghĩ cái gì mà tới xa xa đâu. Dạ. Chú nghĩ hiện tại không? Không bao giờ chú nghĩ xa. Tại vì bây giờ chú không có suy nghĩ gì mà bé Hai hay hoặc bé Ba vậy hết đó. Chú nghĩ là dán lo cho con thôi. Thì với tỷ mà cái nào mà lố thì chú nhắc nhở thôi. Bây giờ hàng xóm láng giềng như thế nào rồi chú? Cách nay khoảng chừng độ 10, 12 năm về trước á, thì ở xóm người ta khi lắm. Cười nhà em lắm. Người ta khinh lắm. Thì nói là nhà có hai đứa con bị đê. Hai đứa bị đê. Ăn khinh. Xong phá làng phá xóm. Sau ăn này chơi quậy phá hay này nọ. Buôn bán. Chú mới kiềm chế được hai đứa con của chú. Đó. Cho đó hai được cái nghề buôn bán cũng đỡ. Nó thì bắt đầu cái buôn bán xong rồi người ta cũng biết. Người ta cũng biết là con mình nó không có quậy. Họ hàng cũng thay đổi suy nghĩ. Họ hàng suy nghĩ luôn. Thôi. Coi như thay đổi luôn. Cả dòng họ lúc của chú là cả thay đổi luôn. Lúc trước là không có chấp nhận. Không chấp nhận luôn. Hai đứa em không có chấp nhận nữa, hai đứa cháu này. Còn giờ cháu này thì bây giờ hết về xin lì xì rồi đúng không? Bây giờ là đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Bây giờ là coi như là gia đình dòng họ là cũng chấp nhận hết. À đây hả? Rồi chào em. Chào chị. Dạ, ngồi. Em là Hạnh hả? Dạ. Người đàn ông trong truyền thuyết này hả? Sáng giờ là câu chuyện nhắc về em nhiều nhất luôn, giờ chị mới được gặp á. Cho chị hỏi thêm nữa là thật sự thì em thích cái gì nhất ở bé Hai? Em nghĩ hiền. Hiền lắm hả? Chị muốn bán nó làm ăn nữa chị. Hồi sáng là chính miệng bé Hai kể với Miko nghe là bây giờ có người yêu rồi là lười lắm, không có chịu ra bán, xong người yêu kêu ra bán đi rồi năn nỉ giận dỗi gì nọ. Là có không? Có chị. Là coi như là cô này là cổ cũng nhõng nhẽo. Mà em thấy có ghét cái nhõng nhẽo không? Không, nói chuyện nhiều lúc cũng bực nhưng mà cũng vui. Xong rồi người yêu thí dụ như có nhiều người hâm mộ thì em có ghét không? Em có ghen không? Không, em bình thường. Có dễ tính quá vậy? Dễ lắm. Thì đây, hình như đây là nhà của cô Hường. Để Miko hỏi thử nha. Dạ chị ơi, em tìm nhà của cô Hường á chị. Đi thẳng vô. Dạ dạ, cảm ơn chị nha. Đi thẳng vô đây mọi người. Dạ. Cái lối vào nhà nhìn cũng là khá giả nè. Chào cô ạ. Chào con. Dạ cô có phải là cô Hường không ạ? Đúng rồi con. Dạ. Mời con vào. Dạ dạ cô. Ôi cô nhìn trẻ mà hiền quá à. Đúng là con có nghe Hạnh nói là cô rất là hiền, nhưng mà giờ nhìn vô là biết chắc chắn đây là hình tượng của một người phụ nữ rất là hiền. Thiệt sự thì con là người tiền trạm thôi, con vô con hỏi ý kiến cô trước. Chứ bà bé Hai cũng đã chuẩn bị là bé cũng đang ở gần đây rồi và muốn vào trước là để gửi một lời chào chính thức đến cô. Xong rồi con mong là khi cô và bé Hai gặp nhau thì có thể nói ra hết những cái tình cảm dành cho nhau. Như vậy nói trực tiếp với Hai chứ giờ thông qua con cũng không hay. Được không cô?
Dạ vậy cô chờ nha. Và bây giờ giây phút trọng đại cũng sẽ đến. Mình sẽ mời bé Hai bước vào và gặp mặt cô Hường để có thể trò chuyện tâm tình và giải tỏa hết tất cả những cái băn khoăn thắc mắc về nhau. Nào, chúng ta cùng chờ đợi nha. Hai gọi mà chiếc tay. Hình như là hai cô cậu ngồi ngoài và có nghe những lời của cô Hường nói rồi đúng không? Có nghe không? Em thấy cảm xúc sao? Em muốn đáp lại với mẹ chồng tương lai sao mà mời em? Cho cô xin phép gọi là mẹ. Hồi nãy con ngồi trên xe con có nghe mẹ nói. Thật sự là con cảm thấy con rất hạnh phúc để chấp nhận con. Nếu mà tính tới ngày hôm nay con cảm thấy là giống như con được thêm một người mẹ sinh đẻ con ra thêm một lần nữa. Và cảm ơn mẹ để anh Hạnh ra, để anh Hạnh thương con. Chứ giờ tụi con quen, mà lẽ mẹ đâu có cản được. Nhưng mà con không nghĩ là mẹ sẽ quá dễ dàng chấp nhận con như vậy luôn, con thật sự luôn. Rõ ràng, có 102, thiệt sự. Thì bé Hai có tâm sự là một năm trở lại đây là cảm thấy cuộc đời hanh thông. Mọi thứ là mọi thứ nó dễ dàng cho em, không giống như ngày xưa nữa. Và cô là một trong những điều tuyệt vời như vậy đến với bé Hai. Thì bây giờ cảm ơn mẹ rồi, thì có hứa với mẹ là hai người sẽ làm sao? Con thì hứa một chuyện như con sẽ thực hiện, chứ không có hứa không. Là con sẽ giúp mẹ giữ anh Hạnh, thì hai đứa sẽ sống hạnh phúc, lao làm ăn, không ăn chơi nữa. Để cho mẹ tin tưởng, mẹ vui vẻ, mẹ sức khỏe, vì sao? Mẹ sống đời với tụi con. Sống đời. Con tới 80 tuổi luôn, 100 tuổi luôn. Vậy giờ cô có muốn nói trực tiếp với bé Hai những cái tâm tình, tình cảm gì của cô không? Mẹ không biết gì nói, mẹ giờ tặng con nụ hôn ha. Dạ. Đó. Bây giờ trong cái tình cảm hạnh phúc này thì chúng tôi sẽ có những cái tấm hình để kỷ niệm với nhau. Và một lần nữa, Nico Lan Trinh rất mong là bạn Hạnh và bạn bé Hai sẽ hạnh phúc bên nhau để có thể mang lại niềm vui cho những phụ huynh, được không ạ?